mình có biết một người chị, quen của mình thôi, tức là chị đã, nói chung là chị cũng bị trầm cảm rất nặng rồi, tức là cũng được chữa một thời gian nhưng mà không hiệu quả, thế là cũng bị, chị cũng đã tự tử về cái việc là bị trầm cảm đấy. Sau sinh thì con chị bị động kinh hay sao nên là nhiều tâm trạng của chị lên xuống thất thường, thì mình không biết đấy có phải là trầm cảm sau sinh không. Không riêng về sản phụ mà cả gia đình và xã hội đang còn có nhìn nhận chưa đúng mức về cái vấn đề này. Mình thì tìm hiểu sơ qua thôi, tại vì mình nghĩ rằng là những sản phụ nào mà có những cái vấn đề về tâm sinh lý ấy, hoặc là không được có sự quan tâm của những người thân trong gia đình ấy, mình nghĩ đấy là điều quan trọng nhất thì mới để dẫn tới cái việc trầm cảm. Nó là một cái mà có lẽ là mình, với bản thân mình cũng không biết là chắc chắn là sau khi mình sinh xong mình có bị cái bệnh đó không ấy. Thế là cũng sợ là nhỡ mày trầm cảm quá rồi mình lại hại con, vì mình cũng sợ điều đấy. Tớ là đàn ông cho nên chẳng không biết về cái đó cả. Bác chưa hiểu được lắm. Này em cũng chưa hiểu lắm, chưa biết ạ. Mình cũng không tìm hiểu sâu lắm, bởi vì mình nghĩ là quan trọng nhất là cái tinh thần, thứ nhất là về gia đình mình có thể tạo được cái môi trường cho mình tốt hay không đấy, thì nó cũng sẽ giúp cho mình có tinh thần thoải mái, chắc là cái việc trầm cảm nó cũng sẽ bị hạn chế hơn. Còn mình thì mình khá là tự tin là gia đình rất là yêu thương mình, nên là đấy sẽ là cái nguồn động lực cho mình để mình có thể vượt qua được cái nỗi sợ hãi về trầm cảm và tránh xa luôn cả cái trầm cảm đó, mình hy vọng thế. Mình cũng không tìm hiểu kỹ lắm về cái cách phòng tránh, nhưng mà đại khái là cũng không nên suy nghĩ nhiều, nói chung là suy nghĩ tích cực lên một chút ấy. Nhiều lúc là mình cũng phải biện hộ những người xung quanh xem là họ vì sao là mọi người vô tâm hay gì là nói chung là mình cũng phải tự biện hộ lại ấy, chứ cũng phải tích cực lên một tí, chỉ sợ là mình tự chìm đắm trong cái đấy mà mình lại làm khổ con mình thôi. Nếu một lời khuyên thì tôi khuyên đầu tiên tôi dành cho các đứa ông chồng quan tâm vợ mình nhiều hơn, quan tâm đời sống tinh thần và vật chất, tránh những cái sốc về tâm lý không có xảy ra. Và cái thứ hai là cả gia đình nữa cũng là một yếu tố, và trên nữa là cả xã hội quan tâm đúng mức, và đặc biệt là các thầy thuốc cũng phải quan tâm mình nhiều hơn để tránh xảy ra những cái trầm cảm sau sinh.